Hello, chào đại gia đình, lại là Sơn Sàm đây, lại là cái mặt mốc của Sơn Sàm đây. Ồ la 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 la. Rồi ngày hôm nay nguồn cảm hứng là về liên tục quý vị. Nguồn cảm hứng đinh lan. tôi không có làm clip mấy ngày hôm nay đó, nhưng mà ngày hôm nay tin tức nó dồn dập đó, nó quay trở về cái scandal ngày nào. Và đinh lan thì liên tục là chiếm sóng nha. Đó, như hồi sáng nay tôi cũng làm một clip, và ngày hôm nay thì lại tiếp tục nhận được một cái nguồn tin rất là thân cận của rất là nhiều quý vị khán giả, cũng như là người gọi là sát cánh cùng với đinh lan trong những năm 2015, 2016, 2017. Trời ơi, ngỡ ngàng ngơ ngác về ngã ngửa những cái bí mật về Đinh Thị Lan đó. Như tôi cũng đã làm những cái bài phân tích về những cái video trước, thì đây là một con người mà nói chung cũng không có tốt lành lắm quý vị đó. Sống hai mặt nha, sống hai mặt đó, phỉnh người này phỉnh người kia đó, lương lẹo người này lương lẹo người nọ để mà kiếm sống đó. Thì cái con người này lúc nào cũng lợi dụng những cái chức vụ đó, khoác lên mình những cái gọi là những cái tấm áo mà nó quá rộng đi đó, để mà đi lừa phỉnh thiên hạ. Ví dụ như là mang cái mác luật sư đó, rồi mang cái mác này cái mác nọ, rồi đông y học đồ các kiểu đó, cái kiểu vậy đó quý vị. Luật sư thì có biết mẹ gì đâu mà về luật đó, rồi cũng đi đi học online ở đâu vài ba buổi, rồi đi bưng bê trà nước cho ông Trần Ngu Sĩ, rồi cũng mang cái mắt luật sư với ông tên Trần, rồi bắt đầu ra rồi nhận làm cái này nhận làm cái kia đó, nhận làm cái vụ này nhận làm cái vụ kia đó, để mà phỉnh người này phỉnh người nọ. Trời ơi, bởi tôi nói mệt lắm. Rồi ví dụ như là cái gì rất là nhiều cái vụ mà người ta đã phản ánh trước đây đó, rất nhiều khán giả. Và ngay có một cái vị khán giả đã gửi cho Sơn Sà một cái thông tin đó, là gì liên quan đến cái vấn đề Bitcoin đồ các kiểu nữa quý vị. Quá khứ nó kinh khủng lắm. Lúc trước thì cũng có rất là nhiều người tố là quỵt tiền rượu nè, quỵt tiền nhà nè, quỵt tiền này quỵt tiền nọ, rồi bảo hiểm, rồi ngân hàng, rồi các kiểu. Rồi bây giờ thêm một cái vụ Bitcoin nữa, dụ dỗ người ta tham gia vô con đường Bitcoin nha quý vị. Đó, chơi tiền ảo này nọ các kiểu, rồi hả cho người ta tán gia bại sản đó, xong rồi bắt đầu gài kèo người ta rồi các kiểu, để mà lấy nhà của người ta, lấy nhà lấy cửa đó. Người ta nhắn tin cho tôi nè, Đinh Lan là không ai chống đỡ em nhé. Thực ra con này nó chả có ai chống đỡ đâu quý vị, nó nói cái miệng nó bô bô à, làm cho nó dữ lắm chứ không có mẹ gì đó. Cứ gà lội ba mà cứ tưởng sô cô la lội một ha. Đó, Đinh Lan chỉ to mồm thôi đó, chỉ giỏi lắm mồm lắm miệng, nói hết cái phần của người khác. Nè, mới đây Đinh Lan lên mạng nói là 4 năm trước Đinh Lan nói mới phá cái vụ án C50 là cục công nghệ cao của Bộ Công an tại 47 trạm Văn Đồng của hàng trăm người trong vụ đồng tiền ảo Bitcoin và OneCoin là hoàn toàn không có. Nó không có, chuyện của người ta không à, chuyện của người ta thì nó nhận vơ là của mình. Đinh Lan chính là người đưa những cái nạn nhân vào cái vòng chơi Bitcoin và OneCoin đó, người ta nhắn tin cho tôi như thế. Nhưng đến khi nhà nước Việt Nam ra lệnh giải tỏa vì có rất nhiều vụ lừa gạt tiền điện tử, thì Đinh Lan nó chuyển ngay chủ đề đó. Cụ thể nhất là nó đưa chị bạn thân của Đinh Lan là Nguyễn Thị Hoàng đó, có một người tên là Nguyễn Thị Hoàng quý vị ha. Nguyễn Thị Hoàng nè chơi Bitcoin rồi muốn chiếm đoạt cái nhà của cái bà Hoàng này luôn đó. Có nghĩa là vụ cái bà này vô chơi xong rồi tán gia bại sản, rồi cầm cố nhà cửa các kiểu, rồi giờ muốn chiếm luôn cái nhà của bà này ra tòa xử kiện á, thì Đinh Lan thua toàn tập đó. Đinh Lan nó đập nát điện thoại của Đinh Lan tại tòa án. Nó không phải là dạng vừa đâu em. Đinh Lan này nó tham gia tổ chức và nó mở cái bài dạy người chơi Bitcoin năm 2017 đó. Năm 2017 thì Đinh Lan này liên tục đăng Zalo cũng như Facebook về những cái lớp đó, về những cái lớp, những cái khóa học để dạy người chơi Bitcoin và OneCoin đó. Riêng về chị chồng của Đinh Lan bên Mỹ thì cô Ben hoàn toàn không có gặp Đinh Lan và cũng không chấp nhận Đinh Lan là em dâu đó. Đinh Lan nói ven gia thế không biết lái xe hơi cũng là lừa dối cộng đồng đó. Ven gia thế nó sở hữu bất động sản ở quận 2,
lái xe chở vợ con đi chơi ở Đắk Lắk rồi các kiểu ha. Đó, và cái chị này cũng đã cung cấp cho Sơn Sàm những cái bài viết này đó bà con thấy không. Đó, cái bài viết này là năm 2017 nha, 25 tháng 6 nè, bài viết của Đinh Lan cùng với Đinh Lan đồ các kiểu này đó, đăng trên Zalo và Facebook và rất là nhiều cái nền tảng mạng xã hội khác đó ha. Thứ bảy Đinh Lan sẽ có bài giảng đặc biệt về cách xây dựng hệ thống website đó, hiệu quả để nhận được chiết khấu cao và tiền thưởng đó, đó, nói chung là những cái bài viết liên quan về vết quánh coi, nói chung về tiền ảo đó quý vị, nó tiền ảo, tiền điện tử đó, đó để đi lừa gạt người ta, nó dạng đa cấp mô hình gì đó. Đó, bà này bà đưa ra rất là nhiều bài viết này, đó ăn đây nữa nè, đó cũng rất là nhiều bài viết liên quan đến cái việc Đinh Lan kêu gọi người ta chơi tiền ảo nha quý vị. Đây nè, đó bài viết của Đinh Lan ngày 25 tháng 6 nè, đó đó Đinh Lan sẽ xây dựng hệ thống website là đồng tiền điện tử Bitcoin và OneCoin nè, bạn mà thôi nên việc đầu tư nhiều thì hưởng nhiều, đầu tư ít thì hưởng ít nè, không đầu tư thì không hưởng, vậy thôi nè. Rất là nhiều bài mà cũng như kiểu dạng đa cấp rồi kêu gọi người ta vô chơi nè ha. Đó, rồi liên tục có những cái post nữa quý vị. Người này cũng rất là nhiều post. Đó, họ đưa một cái post nữa là gì? Đó, con Lan này nó chuyên gia, nó đi môi giới làm thủ tục ly hôn giả đồ các kiểu đó. Đó, có nghĩa là nó cũng mang cái mác luật sư. Đó, mang cái mác trên mình luật sư để nó đi nhận mấy cái kèo này. Nó nhận mấy cái kèo này là nó có rất là nhiều tiền. Đó, thấy không? Đinh Lan cũng tham gia vào những phi vụ như là Lan đột biến nè, đó Lan đột biến, đó Lan đúng Lan đột biến luôn, làm những vụ ly hôn ly thân đơn phương đó bên tòa án quận 12. Nói chung là liên quan đến luật này luật kia, chứ thực ra nó cũng không biết mẹ gì đâu, cho nên nó cố gắng nó học luật từ xa đó quý vị. Nó học luật online để nói chung là tạo cho mình một cái vỏ bọc là luật sư nha. Đó ha, nó cũng đăng bài nè. Nó cũng đăng bài nè, em chưa kết hôn với ai mà đi làm thủ tục đơn phương ly hôn mới đau, hít hít nè. À, ha. Nói đùa thôi, đây là vụ xin ly hôn đơn phương của người phụ việc cho Đinh Lan với tiền công là 30 triệu đồng, nhưng cho trả góp 10 tháng, mỗi tháng 3 triệu đồng. À, thông thường thời gian là 4 tháng, nhưng nếu phức tạp hơn thì kéo dài lâu hơn là 8 đến 10 tháng, nên thân chủ của tôi hãy chờ theo quy định của pháp luật. Ly hôn đơn phương được hiểu là ly hôn theo yêu cầu của một bên rồi các kiểu này. À, bà con thấy không? À, nó nhận ly hôn, nó nhận xử lý những cái đơn ly hôn đơn phương rồi các kiểu. Nói chung là con này nó lương lẹo lắm quý vị. Nó lương đầu này, nó lương đầu kia. À, để mà nó xào chẻ, nó lừa gạt người ta tùm lum thứ. Người ta bóc phốt quá trời nè ha. À, người ta còn nhắn tin nữa nè. Đinh Lan là dân cò mồi. À, chuyện gì cũng làm, ngay cả làm giả sổ đỏ nhà và cò mồi cho người trốn tội sang Lào và Campuchia. Đó, rất là nhiều cái thứ gì đóng làm được, thấy không? Drama này Đinh Lan thu về số tiền khủng. Thói quen Đinh Lan cứ mỗi lần mà trúng cái phi vụ là Đinh Lan đi thẩm mỹ viện. À, Đinh Lan này nó rất nghiện giải phẫu thẩm mỹ. Đó, nó mới lấy mở mắt mí trên cách đây một tuần. Đó, hèn gì thấy cái mắt nó cắt, cái mắt nó nhìn lé 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 theo quý vị. Đó, nó mới cắt hai con mắt của nó. Nó rất nghiện thẩm mỹ nha. Đó, nghiện thẩm mỹ. Đó, người này còn rất là thân thiết với Đinh Lan luôn. Đó, người ta còn là nhắn tin cho Sơn Sàm rất là nhiều. Đó. Đó. Đinh Lan là có hai dòng máu thân thể này, giọng nói đàn ông, dòng một là của đàn ông nè. Nghĩa là dòng một không có gì nghe quý vị. Dòng một là có hai cái núm không à. Đó. À, thân thể đô như đàn ông, phía dưới là phụ nữ, nhưng cá tính sinh lý là đàn ông, chủ động tìm mồi, nhất là bà già lái máy bay thích trai trẻ hơn, sinh lý đòi hỏi như đàn ông, ví như mấy em trai chạy tuốt. Video Đinh Lan đến lấy tiền của anh chị Ngọc và Tâm, độ nhây và nuốt sống cả công an, chặn không cho công an đọc kết quả điều tra. Đó, con này nó rất là gọi là như là chí phèo đó quý vị. Lúc trước tôi cũng làm mấy clip rồi, chí phèo, đúng là chí phèo thời hiện đại đây. Bởi công an mà công an ở những cái khu vực mà con Đinh Lan này nó ở, người ta cũng ngán đó quý vị, ngán. Giống như là bây giờ mà nghe nói triệu tập hay là mời hay là xử lý một cái vấn đề gì đó mà liên quan đến con này là công an cũng lắc đầu luôn á. Đó, công an quá quen mặt rồi. Đó, họ đã chai lì rồi. Đó, cảm giác như là đụng vào chí phèo rồi. Đó, cho nên những cái ngay cả những người hàng xóm nè, rồi chủ nhà nè, rồi những cái người mà đó, người ta cũng khi mà đụng con này thì người ta cũng dạng như là lắc đầu quý vị, lắc đầu giống như là cho ngậm ngùi cho qua chuyện ấy, người ta không muốn gây phiền hà.
Rồi người ta cũng này cũng cho biết thêm là gì đó, Đoàn Thị Kim Thoa là Đinh Thị Kim Thoa là em út của Đinh Lan, Nguyễn Thị Thanh Tâm và chồng Thanh Tâm tên là Vũ Văn Ngọc đó, để mở số thuế cho công ty đó, là giấy tờ chui nha, giấy tờ chui. Nhưng vợ chồng ông Ngọc Tâm đã chi tiêu số tiền trước, cả hai vợ chồng cô hứa sẽ bán miếng đất để trả tiền. Thanh Tâm đã ký giấy tay và đưa số tiền 263 triệu cho Đinh Thị Kim Thoa. Nhưng sau khi người tình không bao giờ cưới của Đinh Lan chia tay, thì cả hai đã lập kế hoạch chiếm luôn miếng đất của Ven Gia Thế. Sau đó Đinh Lan làm đơn tố giác trưởng phòng công an, nhưng cũng thất bại ê chề vì không đủ yếu tố để tố giác. Mỗi năm Đinh Lan kiện tụng ra tòa như ăn cơm ngày ba bữa. Có nghĩa là con này là nó sống bằng cái nghề kiện tụng mà quý vị. Đó, nó sống bằng nghề kiện tụng mà. Nó người ta nói là nó gặp công an rồi ra tòa giống như là cơm bữa luôn. Đó, cho nên là gặp con này họ ngán lắm. Nó ra tòa như cơm bữa nè. Không sự kiện nào đàng hoàng đó, toàn dựng lên những câu chuyện mà chính Đinh Lan sáng tác. Đó, nó bịa chuyện, nó dựng chuyện lên không à. Thấy không? Đây đến khi mà tòa mời, thì cô Đinh Lan nó viện đủ lý do. Đó, như là phụ nữ cô thân đồng mã nè, thân cô thế cô nè. Phụ nữ chân yếu tay mềm nè, phụ nữ một thân nuôi bốn đứa con, vân vân. Nó bịa ra rất là nhiều lý do để nó không có mặt. Rồi những cái vụ kiện có thể có phần lỗi nghiêng về Đinh Lan đó, thì sẽ chạy sang đó. Ví dụ như là khi mà những cái vụ nào mà nó thấy bất lợi, nó thấy nó có màu mà tanh tanh đó, nó thua đó, là bắt đầu là nó trốn, nó chạy qua Thái Lan nè, Lào hoặc là Campuchia nó lánh nạn. Đó, người này rất là thân thiết nha quý vị, họ quá rành con này luôn. Đó, nghĩa là khi mà những cái đụng cái vụ nào mà nó thấy nó không ăn được, nó thấy những cái vụ nào mà nó bị bất lợi đó, đó nó nghe nó đánh hơi được cái vụ nào mà nó bị không có thế ăn, rồi bắt đầu là nó chạy trốn. Đó, nó chạy qua Lào Campuchia đồ để nó tránh nạn. Thì con này nó cũng nói là nó hay đi Lào Campuchia liên tục đó quý vị. Thấy không? Cũng có những cái lá đơn đó, người ta cũng gửi những cái lá đơn sau khi mà thua kiện của Nguyễn Thị Hoàng nè đó, rất là nhiều đó, nói chung là rất là nhiều cái phốt mà khán giả đã gửi cho Sơn Sàm về cô nàng Đinh Thị Lan này đó. Thì trước đây thì cũng làm clip nhiều rồi quý vị đó, như rất là nhiều người, thậm chí có một cái người là bỏ rượu cho Đinh Lan đó. Đó, bỏ rượu nó bán đông trùng hạ thảo đồ các kiểu đó, 30-40 triệu đó mà nó cũng giật luôn. Đó, thậm chí người ta còn đòi đứng ra, người ta chịu trách nhiệm luôn, giờ thích đứng ra đấu chứng mà nó có chịu đấu chứng đâu, đúng không? Đó, nó lấy người ta chuyến, hai chuyến, ba chuyến, cái chuyến cuối cùng nó lấy mớ, nó đánh xe tải xuống rồi nó lủi luôn, nó trốn luôn. Thì giờ điện nó cũng ầy chay đâu có làm gì được nhau, đúng không? Nhưng mà những người ta làm ăn lớn á, ta làm ăn lớn có 30-40 triệu đồng, thì bây giờ người ta đi ra tòa, người ta thưa kiện này nọ, thì người ta đi tới đi lui, người ta phiền, người ta không đáng, người ta bỏ thôi quý vị. Đó, rồi tiền nhà tiền cửa nó đi tới đâu là mang tiếng tới đó, rất là nhiều đó. Khi mà chúng ta có một cái người nào đó có sự kiện nào đó, đúng không, mà mình thấy á, một người nói thì mình còn không tin, đúng không quý vị? Nhưng mà cả trăm cả ngàn người nói thì đó là điều chính xác rồi, đúng không? Đâu có ai mà dựng một câu chuyện lên đâu, đúng không? Có nghĩa là rất là nhiều người nói thì đó là câu chuyện đúng đó, câu chuyện có thật. Và bây giờ thêm một cái nữa là gì, trong cái đơn này thì người ta cũng đã đưa ra là cái lý do đó, đưa ra một cái thêm một cái dữ kiện nữa, đó là bà nội này là chuyên gia đi lừa phỉnh đa cấp Bitcoin, quanh coi gì tiền ảo, tiền điện tử. Rồi dụ người này dụ người kia đó, và có những cái bài viết đó, liên tục là kêu gọi người ta đầu tư vào các cái kiểu đó. Cho nên qua cái câu chuyện này là gì, chúng ta mới thấy được rằng đây là một cái con người mà sống cái kiểu mà sống luồn lách đâu quý vị. Đó, không có nghề nghiệp ổn định, không có một cái nghề nào rõ ràng, không có một cái nguồn thu nhập nào chính đáng. Đó, chỉ là đi lương lẹo lừa phỉnh người ta bằng rất là nhiều thứ, cứ cái gì mà sơ muối được là nhào vô, đúng không? Đó, lúc trước thì tôi cũng tự thắc mắc rằng rất là nhiều người thắc mắc rằng ồ, con này nó làm cái nghề gì ta? Đó, cái nghề chính của nó là nghề gì và cái thu nhập chính của nó là cái gì, không hiểu nổi. Lúc thì nó nói nó luật sư, lúc thì nó nói nó là đông y gia truyền, lúc nó nói nó bán rượu, lúc nó nói thì nó làm những cái vườn thuốc nam,
lúc thì nó môi giới bất động sản, lúc thì nó nói nó làm ABCD, nói chung cái lĩnh vực nào nó cũng nói nó có đó. Nó cũng biết đó, cái gì cũng biết, chỉ có không biết nhục thôi, không biết nhục, không biết xấu hổ, không biết tự trọng. Cái gì còn cái gì nó cũng biết đó. Cho nên qua cái tố cáo của một cái vị khán giả này thì chúng ta mới biết rằng là gì đó, người ta nói đúng đó, con này nó chuyên đi lừa đi phỉnh, chuyên đi lừa đi phỉnh đó. Và thậm chí nó dựng lên những câu chuyện mà động trời, những câu chuyện mà tự nó sáng tác ra đó, tự nó sáng tác ra để nó đẩy người ta vô cái con đường thua kiện đồ này nọ. Và nó sẵn sàng nó làm chí phèo đó, chí phèo nó ăn vạ, nó ăn vạ kinh khủng luôn quý vị, nó nằm dạ luôn, xác càng là nằm dạ luôn đó. Công an người ta ngán ngẩm mà, và khi mà đụng chuyện cái là nó ra, nó dậy nảy lên, nó nói là nó là mẹ đơn thân đó, chân yếu tay mềm, rồi nuôi mấy con nhỏ rồi này nọ các kiểu đó. Mà đụng chuyện bắt đầu là thấy cái tanh tanh này, thấy cái nghe có mùi là bắt đầu chạy trốn qua Lào, Campuchia ở vài năm đó, bắt đầu về lại đó. Mà con thấy không, người ta nói chính xác không sai một chữ nào đó. Đây là những cái người khán giả, người ta là người trong cuộc, thậm chí có những người là bị hại, có những người là nạn nhân đó, nhưng mà người ta không có tiếng nói, người ta không biết này nọ đâu, người ta mới nhờ những anh em YouTuber để đưa cái thông tin lên để mà vạch mặt cái con này đó. Và không riêng gì mà khi không phải cần phải chờ đợi tới lúc mà người ta vạch mặt đâu quý vị đó. Qua cách nói chuyện của nó thì bà con cũng tự cảm nhận được một phần nào đó, đúng không, tự cảm nhận được một phần nào đó cái bản chất của con này rồi. Ăn nói trước sau bất nhất, mà gọi là sống hai mặt, lật qua lật lại, cái mặt tráo trở, nói mà nói không biết ngượng miệng đó, nói láo mà ông bà mà nói câu là gì, nói láo không biết chớp mắt đó quý vị, nói láo mà cái mặt nó tỉnh bơ luôn, nói mà mặt tỉnh queo luôn á đó. Đó có nghĩa là cái con này xong, chuyên gia mà gọi là chỗ nào mà thấy có ăn là nó nhào vô ha. Đơn giản như tại sao nó nhào vô cái vụ bà drama bà Nguyễn Phương Hằng này, nó cũng vậy thôi. Ở không mạng thì nó thấy chỗ nào mà có một cái sự kiện nào đó, có một cái điểm nóng nào đó là nó lao vô. Tại vì nó, cái nghề của nó, cái công việc của nó. Cái người khán giả này cũng chia sẻ là gì? Nó ra tòa, nó đệ đơn. Đó, nó đi lên phường là như cơm bữa. Nó cho nên bởi vậy những người thấy mà tại sao trong cái thời điểm vừa qua đó, liên quan đến cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng, có những cái đơn kiện hoặc công an mời này nọ, nó tỏ ra rất bình thản, nó rất bình thản và nó không hề lo lắng, nó không hề sợ, và nó thậm chí nó còn thách thức, nó thách thức cả công an luôn, đúng không? Chứ nếu mà mình mà người bình thường á mà mình có liên quan đến cái vấn đề gì mà pháp lý á, đó, mà mình bị triệu tập hoặc là mình bị mời đồ lên á, thì đương nhiên mình cũng phải lo lắng chứ. Mình phải lo lắng hoặc là mình cũng phải có cái gì đó để mà mình phải sắp xếp công việc để mà mình lên thử công an người ta làm cái gì, đúng không? Nhưng mà con này nó thách thức và nó không hề lo sợ, và thậm chí nó rất là dửng dưng. Có nghĩa là gì? Đó, cái vấn đề mà đi lên công an với nó là như là một cái vấn đề ăn cơm bữa đó, vấn đề hàng ngày đó, và đây là giống là công việc của nó rồi đó. Nó đi ra tòa rồi các kiểu đó, cho nên đó, thì chúng ta mới thấy rằng đây là một con người cực kỳ đáng sợ ha, cực kỳ đáng sợ đó. Bây giờ mà người ta vạch thẳng ra như vậy rồi thì thôi luôn ha, hết đường nha em ha, Đình Lan. sau này thì khi mà xong cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng này thì cái bộ mặt em nó bị lật ra rồi, thì em sẽ rất là khó cái gì, khó kiếm ăn, đúng không? Khó lừa được ai nữa, tại vì nó đã quá nổi tiếng rồi. Có thể trước đây em có thể lừa được người này, lừa được người kia. Đó, là tại vì sao? Khi em lừa được người này rồi, đó, em trúng được một cái phi vụ này rồi, thì cái người khác họ không biết cái điều đó, họ lại mắc lừa em tiếp. Và như thế em thực hiện tiếp những cái phi vụ tiếp theo. Nhưng mà cái drama bà Nguyễn Phương Hằng này nó quá nóng, và cái tên tuổi của em nó lên một cái tầm mới rồi. Đó, cho nên bây giờ thì thôi. Ha, từ trong và ngoài nước. Đó, tất cả những người dân Việt Nam đó, nghe tới cái tên Đinh Thị Lan là chạy mất dép. Đó, cho nên trong cái drama này nói chung Đinh Lan nó cũng thiệt hại nhiều đó quý vị, cũng thiệt hại nhiều. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ bị cục nghề rồi. Cục nghề sẽ hết còn đất sống. Tôi chắc chắn với tất cả quý vị, nó sẽ không còn đất sống, không còn đất dụng võ nha quý vị. Có nghĩa là sao? Đó, qua cái drama này người ta đã quá
quá rành về nó và cái bản chất của nó đã phơi bày lên tất cả trên cái mạng xã hội thì sẽ không còn ai mắc lừa được nữa. Không còn ai mắc lừa được nữa. Đương nhiên sau này họ hợp tác hay là làm ăn cái gì mà nghe tới cái tên Đinh Thị Lan là người ta đã chạy mất tiêu rồi, không còn ai dám hợp tác làm ăn hoặc là giao dịch một cái bất cứ một cái vấn đề gì cả. Cho nên đây cũng là một cái dấu chấm hết nha. Đó, một cái dấu chấm hết cho một con người mà gọi là sống hai mặt, sống lừa lọc, sống này nọ. Đây cũng là một cái kết mà tôi nghĩ thì cũng là có hậu đó quý vị. Hết đường rồi, bích đường, bích cửa rồi nha. Rồi thì cũng xin nhắc lại với tất cả quý vị một thông tin là ngày mùng 10 ha, mùng 10 âm lịch, nó còn 3 ngày nữa, 2 ngày nữa thôi là Sơn Sàm sẽ tiến hành khai trương, đó, bán mở hàng nha, bán hàng lại. Thì hôm bữa đến giờ thì Sơn Sàm nghỉ Tết. Nghỉ Tết. Đó, trong cái Zalo này có rất nhiều sản phẩm hàng Nhật uy tín và chất lượng. Đó, hàng Nhật chất lượng Nhật. Đó, hàng này là của gia đình Sơn Sàm nha. Đó, đây là kênh YouTube của Sơn Sàm. Nó không quảng cáo thuê, quảng cáo mướn cho ai hết. Đây kênh của em không có bán đồ tầm bậy đâu quý vị. Thì mùng 10 tới thì Sơn Sàm sẽ khai trương, đó, bán mở hàng lại. Cô chú anh chị nào thương tình thì hãy mua một sản phẩm, một đơn hàng vài chục ngàn cũng được, vài trăm ngàn cũng được ha. Đó là gì? Để lấy cái lọc, đó, lấy cái lọc đầu năm. Đó, Sơn Sàm sẽ gói hàng và để gửi ngay trong ngày đầu năm mới. Để chi? Đó, để lấy cái lọc, đó, lấy cái lọc năm mới ra để cho mà cả năm là khai trương hồng phát. Rồi, cảm ơn đại gia đình, chúc tất cả quý vị sức khỏe nha. Năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Rồi, chúc đại gia đình chúng ta ai cũng dồi dào sức khỏe, đón chào một mùa xuân mới. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong cái video tiếp theo.